Em xin chào các bác, em ở bên Lương Âm Thanh, Lương Audio. Số điện thoại của bên em là 0988 646 683. Thì thưa các bác là hôm nay thì tiếp tục về hàng những cái dòng đẩy công suất mẫu mới nhất năm 2022 của thương hiệu là PS Audio các bác nhé. Đây hôm nay số lượng hàng về rất là nhiều các bác nhé. Số lượng hàng về rất là nhiều luôn. Thương hiệu PS Audio, đây là những cái mẫu đẩy công suất mới nhất của thương hiệu PS Audio ạ. Thì thưa các bác là trên thị trường Việt Nam thì có rất nhiều những cái thương hiệu mà cung cấp những cái thiết bị điện tử. Trong đó thì hãng PS Audio là một cái hãng mà được người sử dụng đánh giá rất là cao. Đầu tiên đó là chất lượng hàng của PS Audio thì rất là tuyệt vời. Tiếp đến là giá thành thì cực kỳ hợp lý. Thành ra là cái thương hiệu PS Audio này, những cái mã hàng của PS Audio thì được người dùng mua sắm rất là nhiều các bác nhé. Hôm nay thì những cái dòng đẩy 2 kênh, 3 kênh và 4 kênh đều đủ hết các bác nhé. Đây là cái mã LA8004 này. Xin lỗi các bác là 8004 này. Đây là dòng 2 kênh này. Dòng này là 2 kênh này. Đây là 3 kênh. Đấy, đầy đủ tất cả các mã luôn không các bác nhé. Và đây là toàn là những cái model mới nhất năm 2022 luôn. Đây. Cái mã mới nhất vừa về hàng ngày hôm nay các bác nhé. Số lượng về rất là nhiều. Thì thưa các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, trong đó có thương hiệu là PS Audio. Thì bên em là bên đại lý phân phối. Thì tất cả những cái model hàng của bên thương hiệu PS Audio thì bên em đều có đầy đủ các mã để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh. Và hôm nay thì cái xe hàng hôm nay là chủ yếu là về những cái dòng đẩy công suất, những cái mẫu mới nhất năm 2022. Và các bác lưu ý ở trên thị trường thì hiện giờ thì cái thương hiệu PS Audio vì là được người dùng đánh giá rất là cao về chất lượng cũng như là giá thành và bán ra hàng rất là chạy, thành ra là có một số những cái đơn vị khác người ta đã làm nhái làm giả theo cái thương hiệu PS Audio này. Thì có nghĩa là các bác sẽ nhìn thấy kiểu dáng bên ngoài thì nó sẽ giống y xì cái hàng chính hãng của PS Audio, nhưng mà cái hàng nhái thì cái chất lượng linh kiện ở bên trong thì nó sẽ không thể như hàng chính hãng được, nó không thể tốt như hàng chính hãng được. Thành ra là chất lượng nó rất là kém và độ bền cũng rất là kém. Thành ra là khi mà các bác mua thì các bác hãy lựa chọn những cái cơ sở uy tín để chúng ta mua, để tránh việc mua phải hàng nhái hàng giả các bác nhé. Thì thưa các bác là đây là cái hàng chính hãng và hàng nhập khẩu. Thành ra nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin tem mác về COCQ ở trên những cái sản phẩm như này. Ở đây thì các bác sẽ thấy là tem mác thì nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin, ví dụ như là tên model sản phẩm, là cân nặng kích thước. Và đây thì các bác thấy là sẽ có một số những cái thông tin về đơn vị nhập khẩu cũng như là đơn vị sản xuất. Lưu ý các bác là cái hàng này là sản xuất tại Chile các bác nhé, sản xuất tại Trung Quốc và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Đấy là hàng chính hãng của bên PS Audio. Thì thưa các bác là bên em thì là bên đại lý phân phối của một số hãng, thành ra những cái chủng loại model hàng về cung cấp về những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke thì bên em thì có rất nhiều những cái model hàng để phục vụ các bác. Các bác thấy đây, những cái dòng cục đẩy công suất 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh này, rất là nhiều mã. Và bên này là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn và rất nhiều những cái model khác nhau. Và phía đằng xa kia là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài, và đây là cũng là hệ thống mà đầu màn chọn bài, và đây là những cái dòng loa full rồi loa súp. Đấy, rất nhiều những cái model khác nhau. Và kho hàng ở bên em ngoài này thì cũng còn rất nhiều những cái model hàng khác nhau, những cái thiết bị khác nhau để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Đấy, các bác sẽ thấy là dòng cục đẩy công suất rồi loa full rồi vang cơ, vang số rồi mic không dây, đủ cả luôn các bác nhé, là cái súp kép bass 50. Thưa các bác thì em nhắc lại là một số những cái model hôm nay thì đây là những cái model mà mới nhất về vừa về thị trường Việt Nam các bác nhé. Thì gồm có cái mã là LA12001204 này, em đọc như thế nhanh này. LA6002 này. LA62610 này. LA8002 này. LA6002 này. Đây là LA8004 này. LA2610 này. LA5002 này, rất nhiều những cái model, đây là những cái model mới nhất vừa về thị trường Việt Nam các bác nhé. LA5004, LA8002. Đây là cái model là LA9004. Đây cũng là LA9004 này. Ở đây thì có cái model là SLA2.25 này. SLA4.25, SLA2.15. Và đây là SLA4.15. Đấy là một số những cái model mà chính sẽ về hàng đợt này các bác nhé. Cái lô hàng mới nhất vừa về Việt Nam.
Thì nhắc lại với các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, và bên em là chuyên cung cấp những cái thiết bị mà âm thanh, phục vụ âm thanh karaoke. Đấy, các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683 các bác nhé. Em nhắc lại số điện thoại là bên em là 0988646683. Em sẽ hứa với các bác là sớm nhất, là có cái video sớm nhất thì em sẽ giới thiệu cho các bác là những cái model mới vừa nhập về của thương hiệu PS Audio các bác nhé. Thì xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ.